chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh của Nghĩa. Ngày hôm nay thì mình sẽ cùng nhau đi khám phá một cái chợ rất là lớn ở quận Gò Vấp. Đó chính là chợ Căn Cứ nha cả nhà. Và hiện tại thì Nghĩa đang ở ngã tư giữa Nguyễn Oanh, Phan Quang Trị và Lê Thị Hồng. Giờ mình sẽ đi khám phá chợ Căn Cứ nha. Phía trước mặt của cả nhà đó chính là đường Phan Quang Trị, hướng bên đó. Và hướng bên này là đường Nguyễn Oanh. Đây là Nguyễn Oanh, phía bên đó là Phan Quang Trị. Còn hướng thẳng đi xuống đây là đường Nguyễn Oanh về ngã năm Chuồng Chó, còn gọi là ngã 6 Gò Vấp đó. Đây là Phan Quang Trị. Và ngày hôm nay thì mình sẽ khám phá chợ Căn Cứ là ở trong con đường này, là đường Lê Thị Hồng. Và bây giờ xin mời cả nhà cùng khám phá chợ Căn Cứ nha. Chợ Căn Cứ thì nó có rất là nhiều cái lối vào, như là bên hướng Lê Đức Thọ cũng được, bên hướng Nguyễn Oanh bên đây, và đây là Lê Thị Hồng. Mình đang đi vào cái hướng đường Lê Thị Hồng. Một buổi sáng rất là trong lành. Đây cả nhà thấy ha, bầu trời hôm nay trong xanh. Đó, đây có một cái trường mầm non, các em thiếu nhi. Chợ này thì là cũng là tương đối lớn nha cả nhà. Đầu tiên là có một sạp bán trái cây nè. Đây là lối vào chợ. Thì mình sẽ đi từ hướng bên này đi. Từ hướng này. Rồi mình sẽ quành qua. Đây là những gian hàng buôn bán. Theo mình được biết thì ngôi chợ này bán hải sản khá là nhiều. Này là mình còn ở phía ngoài nha, mình chưa có vào chợ. Trong chợ thì sẽ đông đúc hơn. Ở đây có một chị bán mận trái cây, nhưng mà có cái mận quá ngon nè, cùng với trứng gà ta. Cái mận này nhiêu ký chị? Dạ, chị lựa cho em một ký đi. Một ký mận ha. Có xoài cát, hoa lộc. Lấy 2 ký cũng được, tại nó nhiều quá. Lựa trái ngon nha. Trái đó chạy xíu cũng được, không sao đâu. Trái đó nó ngọt đó. Mận chị đang lựa. Ủa, chị em lại đi mua hả? Hả? Chị em lại đi mua của em hả? Đâu có đâu, tự đi mà. Chị lấy trái này nè. Không biết nó có bị hư không, nhưng mà là cái đó nó ngọt lắm. Mận này ngon nè.
Mấy cái hẹn, mấy cái mận này nó nhiều nước mà nó ngọt lắm. Dạ có anh Bình. Đợi em cái nha. Cái này nè chị. Cái này luôn. Rồi chắc đủ rồi đó. Ok chị. Đây mình mới mua 2 cái mận An Phước rất là ngon. Có chị này bán ha. Nhưng mà đang bán cho khách là ổi nữa, 2 cái ổi. Này bán hải sản quá trời luôn. Ồ, cá lóc bông, cá bông mú, nghêu, tôm càng, tôm thẻ, ốc hương, cá tầm. Cho em quay mấy con cá nha anh. Tôm, cá điêu hồng, ớt, đây cá hú, mực, cá kèo, lương, đây có ốc bu, cua đồng, rồi bây giờ thì cái khu vực này người ta sẽ buôn bán nè, rất là nhiều thịt cá hải sản nè. Mình đi từng bên đây qua trước ha. Đây cua bao ăn, cua Cà Mau, hải sản quá trời nè. Đó, cá bông mú, cá chim, ốc hương còn sống luôn nha. Dạ tôm, em quay mấy hải sản nha anh. Tôm tươi quá trời à. Còn sống càng quay hồi đóng thế à. Đóng thế gì anh, đóng thế ký tôm hả? Đó tôm này tôm càng nè, tôm này càng sai bự hơn nữa phải không? Rồi dạ. Nhìn nó mạnh quá ha. Rồi anh còn à, còn này là tôm sú không anh? Tôm sú thì cũng là tôm sú nữa nè. Càng ghẹ, nghêu, sầu huyết, bên kia cũng là tôm luôn. Cái con ghẹ gì cũng mập quá nè. Đó. Trong chợ căn cứ nha cả nhà. Dạ, cảm ơn anh. Đó. Đây là các loại cá biển. Dạ. Cho em quay mấy con cá nha chị. À, cá chim. Rồi. Cái này là sâu ở bên trong à, còn hai phía. Một hướng này. Đó, và bên đây. Rồi bây giờ thì mình khu vực này thì mình quay khu vực này trước. Ở đây thì bán hải sản tươi sống rất là nhiều. Đây.
từ đây, từ đầu qua phía ngoài đó đi vào khúc trong này đều là bán hải sản hết nha. Nên mình lên đây nè, chị này thì bán ốc nhiều hơn đó, từ đầu chợ vào đó, cá đồ tôm đồ tươi sống rất là ngon trong chợ căn cứ nha. Ốc các loại nè, ngao tím, tôm sông, tép đồng, cá linh, cá sập rằn, cá kèo, rất là nhiều loại cá, cua đồng, rồi trong sạp này thì bán thịt. Có một anh bán chả, như có một cái đường tẻ ra đây, mình sẽ quay lên đây trước xong mình quay ngược trở lại vào khu vực chợ đông hồi nãy nha. Đây là cái cổng hồi nãy mình đi vào đó, mình đi một cái dọc qua đây rồi, giờ mình đi cái đường này nè. Ở phía trong thì còn rất là xa nha, tiếp tục đi hướng bên này là bán rau củ là rất là nhiều. Ồ, cam tươi quá, hồng. Bán bưởi, cam. Này dừa khô, nước cốt dừa với nước dừa để kho cá, kho thịt chứ. Đó. Quay chợ căn cứ mình á chị. Dạ đây có một chị bán thịt, thịt gà, thịt vịt. Đây chim gì chị?
con này chim chim cút hả? Đó là chim cút. Chim cút là chim bơ phải không? Đó. Đang quay mà. Mấy chị trong chợ vui quá ha. Bên đây chị bán thịt, ghẹo chị bán thịt gà. À, chị bán cá. Ôi có cái một chị bán trái dưa hấu nhỏ xíu à. Cái trái dưa hấu này nó ngọt không chị? Bán ngọt luôn, như Barbie á, quê chồng á. Ủa vậy hả? Ngon lắm. Anh trai nói bao ngọt luôn nha. Giờ chị bán bao nhiêu ký? 22.000. Bây giờ chị lựa cho em mấy trái đỏ đỏ nha. Em cái trái dưa hấu này không biết lựa. Rồi. Bao đỏ bao ngon. Dạ dạ. Rồi. Được không anh? Dạ không cần đâu. Chị lựa cho em đi. Lấy mấy quả anh? Dạ, lấy chừng nào thấy vừa vừa là được rồi. Rồi, ok. Cái hấu này là nó rất là nhỏ luôn. Trái dưa hấu mà so với trái này trái quýt. Trái quýt. Mà trái quýt cũng bự bằng luôn rồi nè. Nè. Dưa này dưa đặc biệt. Chứ không phải dưa bình thường đâu. Ừ. Còn mưa không hái, lại cũng ngon hái. Dạ, mưa hái thì nó lạc hả anh? Đúng rồi. Nó trời nắng thì mình hái thì nó mới ngọt. Ờ, dưa ở nhà trồng. Rồi, dưa đó được rồi. Dưa đó được rồi. Dưa hấu Barbie. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, dưa đó được rồi chị. Mua mấy trái dưa hay cả nhà. Ủa ngọt không? Dễ ngon. À, cái này dễ thương luôn. Đúng rồi, ở đó mình mới mua 3 kg hả chị? Nãy mua 3 kg đúng không? 3 kg mốt dưa hấu ở đây, rất là ngon. Chị này nói là cái dưa hấu này trồng ở Phan Rang phải không ạ? À? Ở Phan Rang vì cái khí hậu khắc nghiệt mà không có phân thuốc nữa, cho nên là nó chỉ là một phần cái giống nó nhỏ phải không chị? Không phải giống nhỏ mà nó là không có khắc nghiệt. À không phải, không phải nó là cái giống nó nhỏ mà tại vì nó lớn không nổi. Giống như mấy người bị đẹt đó phải không? Thiếu ăn rồi bị đẹt vậy đó, bị nhỏ người á. Cái này nó đây. Không có phân thuốc. Vậy thành ra là mình ăn rất là tự tin ha. Rồi tiếp tục. Đây là mắm Huế. Đây một khu vực. Vừa rồi thì có một cái nha. Chị cầm nguyên cái trái tim đi ngoài đường luôn. Đi hướng này đi. Đó. Nguyên cái dòng này thì người ta bán hải sản rất là nhiều nha. Đây, rồi có chị bán rau. Rau tươi ha. Này bán mực, các loại hải sản. Ồ, đây có con mực. Cho con quay mấy con mực cái nha chú. Dạ. Con mực này là mực gì mà to dữ vậy ba chú? Mực lá rất là to luôn nè. Ồ, dạ. Này mực ống. Rau mực, hàu, cá, tôm, bạch tuộc, mực. Này có cô bán cá,
rất là nhiều loại cá biển. Cái này cá khoai, cá nục, cá hồng, cá thu, quá nhiều loại cá luôn. Có cá chim, cá đuối. Rồi bên đây là bán ốc, hải sản, tôm hùm. Cái dọc này thì người ta bán hải sản nhiều ha cả nhà. Khu vực dọc bên đây vô trong người ta bán hải sản rất là nhiều. Tôm nè. Dạ qua chợ căn cứ lên cho mọi người coi á bà. Dạ dạ, đây có một bà bán dạ. Dạ. Ra cho nó xôm tủ lên anh, đây là tôm, tôm tươi quá trời. Dạ. Tôm nhảy. Đó. Ồ, tôm khỏe quá trời, tôm tươi nha cả nhà. Một cái sạp của anh ở trong chợ căn cứ, cái khu vực mà bán hải sản. Tôm càng. Trời ơi. Quá trời tươi luôn. Tôm bạc, tôm càng xanh, tôm sú. Tôm bạc, tôm càng xanh, tôm sú. Dạ, chị này nói là tới chợ căn cứ là các loại đều có hết. Rồi cảm ơn chị nha, chúc anh chị mua bán đắt nha. Dạ. Đó. Từ đây dọc vô trong là bán hải sản rất là nhiều. Rồi. Đây này bán ốc mà. Quá trời các loại ốc. Chào anh. Em quay chợ căn cứ hả mà. Dạ. Quay đi cả gà ốc. Đây anh bán cá tai tượng quá trời to luôn nè cả nhà. Cá tai tượng, rồi cá hú, cá điêu hồng, cá chép. Ồ, cũng đa dạng quá ha. Rồi bán gà, bán ếch, đầy đủ. Cá kèo, lương. Hả? Bán người luôn. Đó, bán gà, bán ếch, rồi bán người luôn nha. À, anh chị ở trong chợ căn cứ, cái khu vực mà bán ốc với hải sản nha. Một cái cửa hàng cũng một cái vựa cũng tương đối là lớn mà tươi lắm nha. Đó, đây là sò lông phải không anh? Sò lông con này là con ốc gạo. Không, con dưới nè, con dưới nè. Con này là con ngao tím, còn con này là con chim khép. Ngao tím. À, có ăn sò lụa chứ. Bao ăn bao ngon. À, bao ăn bao ngon. Đây. Hàng tươi sống. Ai muốn mua thì quá nhiều loại luôn. Con này con gì vậy anh? Con chai chai. Con chai. Rồi ốc ốc lát, ốc bu. À, biết ông hương. Sò huyết. Hôm nay đọc tên hải sản, đọc tên mấy con ốc ha. Ốc đây, đây là sò huyết, rồi ốc len. Dạ, để em dọc qua bên đây luôn. Ốc mỡ với lại ốc tỏi. Sò dẹo. À, tại mình cũng thích ăn ốc á nên cũng biết tên nhiều con. Sò dẹo, rồi ốc móng tay. Con này, con nhỏ nhỏ trên đó. Đây là con ốc nhảy, ốc nhảy. Ốc nhảy. Ốc nhảy ăn ngon lắm nha, giòn lắm. Rồi hàu. Rồi cua Cà Mau luôn. Ồ nhiều dữ ta. Đó, đây có ai cũng quay đến trưa không hết. Đây là tép. Ở đây là cá. Rồi cá điêu hồng. Ủa, con cá này cá gì mà to dữ chị? Đây là cá chấm đen. Ồ to quá. 7 kg. Dạ, đầu cá hồi, cá trê. Rồi, cá lóc, cá kèo. Cá lóc cả thả phóng xanh là có luôn, nghêu. Đó, nghêu rẻ nè, 40-50 kg, 35 cũng có. Ồ, bán chúc anh mua mai bán đắt nha. Ồ, nhìn bán tươi quá tươi. Dạ, cảm ơn chị. Dạ rồi, cảm ơn. Rồi, tiếp tục nha. Thì mình thấy chợ cũng tương đối lớn á. À, hồi nãy là đây cũng là một cái lối để có thể vào chợ được nè. Đây là cặp một cái công viên. À.
mình đi từ đây cái mình vòng cho vô tương đối rộng để bán bí, thịt bò, đuôi bò, lòng bò. Cũng bán cá, thịt rất là nhiều. Ở đây thì cũng khá là gần sân bay, để nó gần đường Quang Trung á. Ở trên cái đường Quang Trung thì cũng gần sân bay, gần sân bay mà nhìn có thể nhìn máy bay gần nhất. Đây, cái hướng này mà mình đi thẳng xuống dưới là có thể ngang đường Lê Đức Thọ. Còn trên này hồi nãy mình mới vừa từ đầu chợ vào đó là đường Nguyễn Oanh. Đó, người ta bán bò củ chi, bò tươi củ chi, rồi gà, vịt, cá trê, cá rô, cá trê vàng, cá hú, cá lóc bông, cá chạch, cá kèo, quá nhiều loại cá. Đó, mình dài vô. Xin chào chị. Ồ, cái nấm rơm to mập ghê luôn. Đó. Ồ, có nấm rơm mập mà. Đây là chợ ở trong còn sâu lắm nha. Đây. Rồi, đây một vòng. Đó, hồi nãy là mình từ cái chỗ bên đó là bán hải sản đó, dọc hai bên đó mình vào đây. Giờ mình tiếp tục, ở trong đây vẫn còn nha. Ngoài trái cây tươi quá nè. Có một chị đang chặt gà, chặt vịt luôn. Rồi, cái khu vực trong đây thì bán quần áo nhiều hơn. Chợ căn cứ thì theo mình thấy thì bán cũng nhiều mặt hàng ha, chủ yếu là thịt cá, rau củ. Đây là thịt bò các loại. Ồ, tươi quá. Thịt heo, bò các loại. Đây là rau củ, trái cây. Dọc là bán trái cây nhiều. Quán tường quá. Hến nóng đây chắc người ta vớt trực tiếp. Hến
này cũng tương đối là rộng nha. Thẳng xuống dưới kia mình quanh trở lại nữa. Wow. Đó, cái hướng mà mình đang đi thẳng đó là ra đường Lê Đức Thọ nha cả nhà. Nguyên cái dọc này no. Ngán dưa hấu nè. Mận, ổi, trái cây. Này là rau củ quả. Đây là lựu, trái cây, bơ, dưa gang, hoa tươi. Đó, đi thẳng xuống cái hướng đó là ra Lê Đức Thọ đó. Ở đây mình cũng có thể nhìn thấy được rồi ha. Đây bán bắp nè. Rồi. Đây. Này bán gạo, trứng. Đó, ở phía ngoài đó là đường Lê Đức Thọ nha cả nhà. Đó, mình vòng qua đây đi ha. Đây, bán cam, bán rau củ. Dưa hấu. Đây, bán mít. Cây. Rau củ. Mình nhìn thấy cũng thấy là cái chợ rất là dài. Trái cây. Hôm nay thì chợ cũng không có đông lắm ha cả nhà. Nhưng mà người ta thì những cái tiểu thương, những người buôn bán trong chợ thì những mặt hàng thì cũng rất là đầy đủ, tươi ngon. Người đặc biệt bán hoa tươi. Xe mít. Mít Thái. Chợ cũng lớn quá ha. Bán xôi.
có một anh bán hến nóng đang vớt luôn. Dạ chào anh ơi, anh cho em, anh đang vớt hến đúng không anh? Cho em xin phép em quay cái lúc anh vớt hến được không? Cho nhiều người biết đó, đó. Đây đây, em đứng xích gần vô. Đó. Ủa, anh vớt rồi hả? Đây nè, cái này là khi mình vớt ra xong ở dưới là cái vỏ này anh bỏ nè. Đó. Đây cái hến là vớt ra rồi nè. Cái này là mình bỏ con hến vô cái là mình quậy để cho nó chín rồi quậy là nó nổi lên phải không anh? Đúng rồi. Đó nè. Thì cái vỏ, nhưng mà thật ra thì em thấy trong đây nó cũng hơi sót mấy con hến lại đúng không? Hến nhỏ. Hến nhỏ. Đó. Anh, cái nước mà luộc hến này mình có sử dụng không anh? Cái nước này chắc ngọt. Rồi, mình lấy nóng khoảng 2 mấy đầu mình lấy. Ồ, lấy hến thôi ha, bỏ nước cũ ha. Nước này nó ấy là bỏ. Dạ dạ dạ, cảm ơn anh. Rồi mình đi hơi trễ, không có thấy được lúc anh vớt con hến nè, còn hến vớt rồi. Rồi, chờ tí. Cho con cây mía, cho con cây mía. Rồi, cảm ơn anh nha, cảm ơn chị nha. Đây là hến vớt rồi nè, mập ú luôn. Đó. Đây là ốc lễ sẵn. Con này chắc là con nhộng, chả cá. Rồi, đây là một cái cửa hàng đổ đậu hũ. Tiếp tục. Hồi nãy mình đi ở đây rồi ha. Nhưng mà cái đường ở phía trong này mình chưa có đi. Xem trong đây có buôn bán gì không. À. Ở đây cũng có người buôn bán. Nên tẻ cũng nhiều đường ha, cũng tương đối là rộng. Khu vực này thì cũng là trái cây, rau củ thôi, với thịt này. À, bên đây không có đường qua, thôi mình quay lại. Hình lại tiếp tục. Trước có cái ngã ba, mình tới ngã ba này trước mình quẹo qua phải, hồi nãy mình chưa có quay hướng trong đó. Chợ hôm nay cũng hơi vắng ha cả nhà, cũng không được đông. Vào hướng này ha. Nãy mình chưa đi hướng này. Đây. Này có một anh đang xẻ heo quay, nguyên con heo quay nè. Trong cái
Đoạn này thì chủ yếu là bán quần áo nhiều hơn. Đấy. Chợ này tương đối là rộng nha. Này. Hồi nãy cái đường này mình chưa đi. Họ này có một quán đồ rủ to. Này. Cái dọc này thì dài ra ngoài đường, cái phía ngoài, cái đó có thể quẹo qua lên Đức Thọ được. Cái đường đó mình quên tên rồi. Nhưng bắt đầu ở đây là có một, cũng là một cái lối vào chợ. Rồi. Đây còn khu vực này thì bán quần áo, đồ chơi, trẻ em. Rất là nhiều ha. Chơi trẻ em. Mình sẽ đi, mình đi cái hướng này, đi lại hướng này, sau đó mình quẹo phải ở phía trên kia, trên đầu chợ nữa là mình quay hết chợ ha. Hơi vắng ha, còn không có thấy khách ở người dân đi mua đồ nhiều. Đây nhớ chưa hổ? Đấy. À, vừa rồi thì mình đã vào ở bên trong chợ, chợ căn cứ. Thì còn một cái đoạn ở ngoài nữa, mình ra đây mình quay khúc này nữa. Wow, chị này chị đang đậu hũ nóng luôn nè, mới đổ xuống luôn nè cả nhà. Chào chị nha. Dạ chào chị. Rồi, cái này mình mới vừa chín luôn hả chị? Mới vừa chiên xong không ạ? Wow. Mới vừa chiên xong. Chắc còn nóng hả chị hả? Wow. Chị bán em một miếng đi. Em ăn liền luôn. Ồ, em cầm ăn liền, cho em miếng giấy em cầm vô. Dạ, bao nhiêu vậy? Trời nó căng. Dạ. Có ăn muối chưa? Không cần. Đây, gửi 4 ngày luôn đi. Mở hàng cho may mắn. Dạ. Đây, mình mới mua cái miếng đậu hũ. Để em mở ra em ăn luôn. Nóng hổi luôn nha. Đây. À. Nóng hổi luôn. Rồi thử nha. À. Khi mà chậu hũ vừa chiên xong á thì nó còn cái độ nóng. Với lại nó rất thơm. Thơm. Và mình ăn như vậy thì nó ngon lắm. Béo. Ừ.
Rồi hồi nãy thì hướng này mình chưa có đi nha cả nhà, đi thẳng vào bên trong của chợ căn cứ. Rồi mình tiếp tục ha cả nhà. Và cái hướng này là cái hướng cuối cùng, nãy giờ mình chưa có đi. Đây. Đi thẳng. Anh làm ơn cho em hỏi đi, cuối đường này là đụng cái đường đó là đường gì vậy anh? À, cũng là đường Lê Thi Hồng hả? À, ra đường Nguyễn Văn Lượng. Dạ cảm ơn. Cái này hướng này mình có thể thẳng ra, có thể ra Nguyễn Văn Lượng. Đây là chủ yếu bán trái cây, khu vực này là bán trái cây hoa tươi rồi thôi, trái cây các loại, hoa tươi, hoa quà tặng. Đây là ta đánh bóng lưu động. Đi thẳng ra đó nữa là hết chợ nha. Mình đi hết chợ, hết cái ngoài cuối ngoài kia xem là như thế nào. Nước mía, rau má, nước cam. Thì theo mình quan sát thấy thì cái khu chợ này cũng khá là lớn. Này khu chợ này là giáp với hai doanh trại quân đội. Tiếp tục đi thẳng. Khá là dài luôn á. À đây là cái hẻm. Hẻm 40. Wow. Cái hẻm này thấy bán nhiều đồ ăn quá nha. Đây là phở. Bên kia phở lành. Rồi đậu hũ nóng. Rồi chả lụi, nước ép. Cơm tấm, bún thịt nướng, bún bò, bò kho. Mà thấy vắng quá, hay là giờ này người ta chưa ăn ta. Đây là hẻm 40, ở trong đường Nguyễn Thi Hồng. Đó. Bún ốc Hà Nội, bún cá rô đồng, bánh đa cá rô.
bún chả Hà Nội, phở gà, lương đồng. Khu vực này bán đồ ăn nhiều nha. Cảm ơn ông. Mình quay không có thấy chiếc xe đằng sau, có một ông đã nhắc nhở. Rồi, ở trong đây thấy bán đồ ăn nhiều nha, bánh xèo, gỏi cuốn, hủ tiếu bò kho, bánh cuốn Nam Định, gỏi gà vịt. Nồi cơm ta mới nấu còn nóng luôn kìa. Đó. Bún mọc, bánh đa, gỏi vịt, lẩu cá. Ồ, cái hẻm 40 đường Lê Thị Hồng này rất là nhiều, bán nhiều đồ ăn. Cơm chiên, gà mắm tỏi, Trường Thanh quán, nuôi xào, mì xào, cơm chiên, cơm phần. Và vừa rồi thì mình đã quay chợ căn cứ tại Gò Vấp. Và đến đây thì mình xin được kết thúc video. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn và chào tạm biệt cả nhà nha.